Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Em có một mối tình 3 năm, yêu năm 18 tuổi, ủa 17 tuổi. Vậy yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không, hơn tuổi? Người đó lớn hơn em, lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Mấy mối tình rồi? Dạ 2 ạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đứa yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Bây giờ nhà gái xin phép được mời bạn nữ ra trước. Trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ, dạ. Nhà gái bên đây có một cái em bé rất là xinh, cho nên xin phép được mời nhà gái tự giới thiệu về bản thân của mình trước. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn trai bên kia và toàn thể mọi người ở đây ạ. À, chào em. Dạ, em tên là Văn Thị Mỹ Huyền, nickname của em là Jerry. Em sinh 2001, quê của em là ở Long An nhưng mà em sống ở Hồ Chí Minh được 5 năm rồi ạ. Quê Long An là cùng quê đó. Dạ dạ. Long An là ở đâu? Dạ Cần Đước. Cần Đước hả? À không, Cần Đước thì hơi xa, nó không có gần. Ngọc Lan là Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ con là Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi, mời nhà trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em đến từ Bến Tre, em 21 tuổi. 21 tuổi hả? Dạ. Ồ trẻ dữ vậy. Dạ. Là sinh năm 2000. 2000, quá trẻ luôn. Em hiện tại đang làm quản lý khách sạn. Gọi lấy khách sạn An Khánh. Ở đâu? Bến Tre. Ở Bến Tre luôn? Bến Tre luôn. Chà, hai bạn này về địa hình thì nó hơi trắc trở chút xíu ha. Nhưng mà thôi không sao, để cái chuyện đó chút nữa chúng ta nói tiếp. Bây giờ thì chắc sẽ phải hỏi một chút xíu về cái ưu điểm cũng như nhược điểm của em đi. Công việc của em á là ca sĩ tự do và làm idol livestream. Nên là ưu điểm của em là em hát giỏi. Hát rất giỏi. Và nhảy được. Và tính em vui tính và cũng dễ hòa đồng. Với lại tính em thích sạch sẽ. Rồi còn nhược điểm? Nhược điểm của em là em rất là nhạy cảm nè, dễ vui, dễ buồn. Với lại là em đi tới đâu là hay bỏ quên đổi đó. Hồi nãy bạn nói là bạn là ca sĩ. Dạ, em vẫn học thanh nhạc và vừa đi hát. Vậy bây giờ mình có thể mình trổ tài một đoạn nào đó để cho mọi người được nghe không? Dạ được ạ. Sau đây em xin hát một đoạn bài Mặt Trời Của Em của Phương Ly ạ. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh thưa với em, rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen. Đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng là nhé có anh như mặt trời dịu em. Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mây trời giăng tay che mất anh mình xa vời. Điều gì muốn đến giờ thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Yeah. Em cảm ơn ạ, em cảm ơn mọi người ạ. Hay quá. Em trai nghe thấy hát là thấy cười tươi rồi. Được rồi đó. Phải rồi đó. Phải. Tức quá, cái trend này thì phải coi mới được. Mình ưu điểm thế nào, khuyết điểm thế nào nói cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì nói chung thì thích đi phượt. Ưu điểm thích đi phượt. Ưu điểm cái gì á, mình làm tốt trong cuộc sống cái gì nè? Mình giỏi về cái gì? Giỏi về công việc. Công việc. Dạ. Là quản lý khách sạn đó hả? Quản lý khách sạn. À, khách sạn được khoảng nhiêu phòng? Khách sạn có nhiều phòng, khoảng 60. 60, ồ vậy là giỏi rồi đó. À, vậy là quản lý được. Khách sạn nào vậy cưng? Khách sạn An Khánh chị. Khách sạn An Khánh hả? Bến Tre xa lắm. Bến Tre ngay qua trạm thu phí. Chị hay đi Bến Tre lắm. Dạ. Hôm nào mà con thấy
Vậy Ngọc Lan mà vô phòng với ai chụp hình nha, gửi. Trời ơi, trời ơi. Người ta hay đi bên trai là người ta tính xin deal để giảm giá phòng. Người ta về, người ta ở, người ta đi công tác. Tự nhiên kiếm kỳ cục quá. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu em thì không có. Không có hả? Không. Trời ơi, hoàn hảo luôn hả em? Hảo luôn mà. Người tánh em thì công việc thì hơi nóng tính chút. Hơi nóng tính chút hả? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình 3 năm. 3 năm? Dạ. Là yêu năm... Yêu năm 18 tuổi. Ủa, 17 tuổi. 17 tuổi yêu rồi. Tại vì yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không, hơn tuổi? Người đó lớn hơn em. Lớn hơn nhiêu? Lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Lớn 13 tuổi mà sao để tôi đi lấy chồng rồi? Nói chung thì người ta không có muốn cưới mình á, thì mình làm nhiều vô. À, ta không muốn cưới à? Ủa sao mà cái gu em cũng mặn quá hả? Nói chung là duyên nợ mà, nhiều khi mình tuổi tác không quan trọng đâu anh. Nhiều khi là mình đến với nhau được là mình thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà giờ em, cái cảm giác của em thích yêu người lớn tuổi hay sao? Em thì thích một cô gái giống như kiểu chững chạc, không thích trẻ con lắm. À, thích một người chững chạc, mình có chững chạc không? Để qua coi ngoại hình coi có chững chạc không rồi, nha. Tao quản lý 60 phòng là dữ lắm nha. Đi ai vô tao dạ, chụp hình chị liền đó. Chững chạc thiệt. Chững chạc mà. Dạ chào chị. Ừ, nói chung là gương mặt rất là đàn ông. Mặt lẽ... có xương xương là đàn ông xương xương. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Là không có chững chạc á. Sao giờ gu mình nào giờ là gu chững chạc lớn tuổi mà dạ, bây giờ bên kia em bé bên kia là hơi nhỏ đó, vừa nhỏ con mà vừa nhỏ tuổi nữa. Cái đó đâu sao đâu chị, cái đó về quan trọng là hai người có thương nhau thôi. Lại là giờ mình đổi gu luôn. Bên kia gì, bên kia nhiêu, năm mấy? Bên kia 201. 201 hả? 201. Ừ. Ôi trẻ dữ vậy. Ừ. Ngọc Lan tám mấy? Ngọc Lan tám mấy. Rồi người ta trẻ con quá rồi có chịu được không? Được chị. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi thấy cười không hả? Dễ thương. Có muốn qua bển coi coi 201 sao trời. Trời ơi sao. Qua bên đó có một điều rất là đặc biệt mà nãy giờ con ém lại con tính hỏi mà chưa hỏi đi đó. Cứ ở đây đi. Để tôi qua đó mình được rồi. Khám điện thổ. Trời ơi. Kiếm người yêu mà ở một chó. Không biết hỏi sao luôn. 201 hả? Dạ. Trời ơi, xém bằng con thôi. Mấy mối tình rồi? Dạ hai ạ. Người yêu thứ nhất con làm gì? Dạ người yêu thứ nhất con là người Hàn Quốc ạ. Người Hàn Quốc? Dạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đứa yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Sao chia tay con? Dạ người thứ nhất là tại vì anh đó ảnh về Seoul, ảnh muốn con đi theo nhưng mà lúc đó mẹ con nói là con còn trẻ quá nên mẹ không cho đi nên quyết định chia tay. Đúng. Còn rồi. Người thứ hai là do không hợp nên chia tay ạ. Thật ra hai mối tình này nó không phải là hai mối tình, nó những mối tình bồng bột đó mà. Dạ. Ha? Thành ra có con chó này bầu bạn nó cũng vui đúng không con? Mình giới thiệu sơ về bạn chó đó đi, bạn đó dễ thương lắm từ nãy giờ. Dạ đây là bé Bông ạ. Bé Bông được 1 tháng 10 ngày rồi ạ. Con rất là thương nó, là ở nhà chỉ có con với nó thôi nhưng mà con đi đâu á con quan tâm theo nó, tại vì nó con để ở nhà là nó sẽ la um sùm. Thôi chú qua đi. Qua bánh đi là. Ê, nói vui chứ thật ra mấy đứa nhỏ... Từ từ cảm nhận nha. Nãy giờ thì hai đứa dễ thương lắm. Thật ra mấy đứa còn quá trẻ, quá nhỏ trong tình yêu đi. Bây giờ thì mình nói chút xíu về người yêu lý tưởng con đi. Con muốn người yêu lý tưởng thế nào? Thì con muốn người yêu cũng đơn giản lắm. Đừng 1m6 trở lên thôi. Bên đây để ướm ướm coi, bên đây... 1m57 à. Con 1m57 rồi con ơi. Nó cài cũng chịu được. Trời, ba phân nữa ăn thua gì đâu. Dạ. Không, bạn bên kia rất là dễ thương nha con. Dạ. Có con Bông cũng dễ thương. Ngoài cái chiều cao lý tưởng là 1m6 rồi, còn có những cái mẫu hình đó như thế nào nữa không? Mẫu hình thì không có cần thiết đâu, nhưng mà biết quan tâm, biết chia sẻ những công việc nhiều khi áp lực thôi. Hiểu mình là được. Ừ. Giờ sao con? Con có cái mẫu hình lý tưởng nào để mà mình kết đôi không? Con thích một bạn trai cũng thích nghệ thuật, nói nhiều và đặc biệt nếu biết chơi đàn thì càng tốt.
Cái thứ hai nữa là con thích một con trai cao trắng, tại vì đó con quen Hàn Quốc chết con... rồi. Trắng thì đoạn trường. Trắng thì cũng dễ con ơi, không sao đâu. Dân Bình Đại Bến Tre. Đơn giản lắm. Cao thì có cao nhưng... con chỉ đứng tầm dưới nách thôi, hoặc là hơn nách xíu. Con thích vị trí vậy đó hả? Con cũng lạ lắm. Nhưng mà con ơi, dạ? hai bạn trai trước là trắng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Với lại hình mẫu lý tưởng của con là giống với chú Kim Bum. Kim Bum. Tại vì con thích Hàn Quốc ạ. Với lại con cũng biết nói một chút tiếng Hàn. Thật ra là cô nói cho con nghe nè, cuộc dạ. sống của chúng ta nó muôn màu muôn vẻ. Dạ. Mình phải có nhiều màu sắc để mà cho cái cuộc đời của mình nó tươi, nó vui. Nên là bữa giờ là con trắng không à. Dạ, nên giờ thôi con điểm con. Thêm một vài điểm đen đi. Cho nó có nhiều màu sắc, nó đa dạng. Nhìn nâu xíu không được. Nâu, đúng, nâu. Cái nâu. Này nâu dữ lắm. Có nâu. Nâu là có nâu. Con gái ơi, trời ơi. Dạ. Tại sao con thích con chó màu đen? Cho chú hay quá. Bởi vì là lúc con mua là mấy con chó kia nó hết rồi, nó chỉ đó chỉ còn đúng màu đen, bắt buộc con phải mua. Rồi cuối cùng bắt buộc con phải mua, cuối cùng con cũng thích con bồ con bông. Dạ, chó nhưng mà chó với người nó khác nhau chú ơi. Nếu con người mà đen giống như nó thì thành châu Phi rồi chú, phải là. Châu Phi thì cũng có cái hay lắm nha. Đặc sắc lắm nha, không phải giỡn đâu. Nhưng mà con cũng không thích châu Phi, tại vì nếu mà châu Phi đối với con là con như là tí hon, người ta như khổng lồ vậy đó. Thì nó dưới nách một chút. Thôi nhưng con không thích. Con rướng rướng lên thì nó cũng tới. Nhưng mà người châu Phi là cái gì cũng to hết nên con. Thôi được rồi ha. Bây giờ mở cái rào ra, hai đứa nhỏ nói chuyện nhau nha. Đừng để con bông nó xen vô chuyện hai đứa. Nó ngủ. Hả? Nó ngủ từ ngủ đầu buổi tới ngủ. Rồi, mở rào. Thôi, hai đứa nhỏ nó cùng hệ nhau nói chuyện nó hợp hơn nè. Ôi trời. Dạ, em cảm ơn ạ. Em chào anh. Anh nhớ xeo cho nên Yadi mì tà. Chào anh, em tên là... Nickname em là Yadi, nhưng mà tên trong em tên Huyền. Nhưng mà em thích người ta gọi em là Yadi, cứ kêu em là Yadi là được. Là gì con? Là cái nickname của con, cái tên mà. Nó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa gì không? Yadi là dễ thương. À, dễ thương. Rồi con thấy bên kia có Jerry không? Con không biết. À, con chưa biết hả? Cái nước da cỡ này nó được chưa con? Dạ tạm được. Ừ, vậy được rồi đó con. Anh có nói nhiều không ạ? Cũng hay nói nhiều. Anh có gia trưởng không ạ? Không. Em không thích con trai gia trưởng. Anh không có gia trưởng. Anh có thích nghệ thuật không ạ? Cũng thích. Thích gì? Hát, biểu diễn liền. Nghệ thuật là hát nè, diễn xuất anh nè. Anh thì thích hát nhạc, rap. Lúc trước anh cũng có... À, em cũng hát rap được ạ. Nào. Tự tin lên coi. Tự tin lên coi nào. Cuộc sống em đây chỉ toàn màu đen trước khi có anh ở bên cạnh. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian nan chỉ mình em thấu trong đêm lạnh. Và ngày anh đến như một tia nắng đã làm tim em chợt rung động. Anh mang yêu thương dung đắp cho em, ngỡ rằng em lấy lại sức sống. Hạnh phúc em trao anh giơ tay với em, mong tình mình nó lâu dài. Vẫn cứ mơ mộng con đường sau này sẽ chỉ có ta, chẳng có ai. Chẳng ai xen vào làm kẻ thứ ba, chẳng ai trở thành một kẻ ngu ngốc. Chẳng ai có thể làm tim anh lay để khỏi khiến em phải bật khóc. Quen nhau qua mạng xã hội, quan tâm chỉ bằng cách nhắn tin. Không ở bên nhau làm sao em biết liệu rằng anh có thật lòng mình. Em không quan trọng về khoảng cách, em chỉ để ý đến anh thôi. Chỉ mong anh là một con người tốt, không đẩy em về nơi tăm tối. Con đường em đi ngập tràn. Quên rồi. Quên rồi. Các bạn đó thường thường hát đọc liễm, đọc rap giống như cả bài với cô. Đúng rồi đó, nãy giờ con không biết cái đó là rap luôn. Cái bài đó là đây nè, đây nè, đây nè, con coi nè. Nhưng mà con có thuộc ạ, con phải nhìn cái một đoạn nào thôi. Jerry chuyển con bông cho qua đây. Nhưng mà con không có điện thoại, con không thuộc. Kể nó một đoạn nào đó cũng được. Nào, quan trọng là phong cách thôi. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồn con. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồn con. Để con nhớ lời nhé. Sao mày làm được gì để mà chứng mình? Sao mày làm thế nào cho tao đứng hình? Chắc là cầm lại điện thoại trong thì hiện đại, nhưng mà hai điện có cho bạn nhưng không ai điện lại. Ha, được rồi chú. Yeah.
Thấy chưa? Thấy chưa? Nếu mà rap tiếng Hàn được không? Dạ được ạ. Thử liền. Thôi mình hát đi chú, đừng rap chú. Hát tiếng Hàn, đứng lên biểu diễn luôn. Đây. Đi. Trời mệt con bông lắm rồi đó. Bông. Ni da ape wachana ne ka yo kiachana no ye islam more de chua say ye nada buruke nerge kakoyen napa ne more hana macho mele love is true. Okay. Rồi, thôi bây giờ hai đứa trò chuyện nữa nào. Dạ. À, quan điểm về tình yêu của mỗi đứa. Quan điểm của em là em thích một chàng trai luôn chia sẻ, quan tâm. Và em không thích một chàng trai suốt ngày chỉ tới ngày công việc mà không quan tâm bạn gái. Bởi vì bạn trai lúc trước của em là khá giống như vậy. Và em không cảm thấy được sự quan tâm nên là em muốn những người sau này em gặp thì sẽ không như vậy. Cái đó thì anh dư sức đủ thời gian anh nhiều mà. Dạ. Nếu như mà em cảm thấy quen khoảng bao lâu mình tiến tới được? Em nghĩ là khoảng 3 năm, 4 năm, ồ 4 năm. 4 năm. 4 năm là lúc đó còn 24 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ lại em yêu thì yêu nhưng mà cũng muốn tập trung làm việc với lại phát triển sự nghiệp. Tại vì ước mơ của con là làm nghệ thuật. Nếu mà yêu xa gì được không trai? Dạ được anh. Nói đi, nói với bạn gái đi. Được yêu là xa được thì như cần thế nào? Gì? Ừ. Thì em muốn học anh 1 tháng anh lên đây bao nhiêu đi làm? Dạ 1 tháng 1 lần cũng được. À, nhiều hơn được không? Cái đó thì phải sắp xếp thời gian ạ. Tại vì em cũng khá bận. Nếu được thì 2 lần, 3 lần. Hỏi coi em có về Bến Tre không? Hỏi em có thích về Bến Tre không? Không, em thích Cần Thơ. Mặc dù em biết là Bến Tre đó cũng rất là đẹp. Nhưng mà em miền Tây là em thích Cần Thơ, Bạc Liêu. Nhưng mà thôi cũng được, Bến Tre cũng chấp nhận. Cô trả con bông cho con. Nãy giờ thấy cảm giác con tim của mình nó làm sao này? Đập mạnh. Hả? Đập mạnh. Đập mạnh ha. Phái phái rồi. Phái phái rồi. Phải. Lần đầu tiên mình gặp nhau mình phải có một cái chất xúc tác. Dạ. Một cái nắm tay để da chạm da. Dạ, nên dạ. Coi là nó có luồng điện nào nó chạy trong người hay không. Dạ dạ. Gửi vòng cho cô Lan cái đi con. Gửi cái nữa đi con. Trời ơi. Đi lấy chồng kìa. Rồi bây giờ nè mình tới mình nắm nhìn tay đi. Bạn gái ha. Rồi mình nói những cái gì cảm xúc từ bạn gái, rồi mình mong muốn điều gì bạn gái đó. Từ 1, 2, 3. Nhìn thẳng vô mắt. Anh thấy tay anh sao? Tám gì nắm, anh cứ... Em không biết nữa, em thấy bình thường. Bình thường. Ờ. Tay em không? Tay của anh nó hơi bị chai á. Đâu, giặt ra coi. Nè, nó bị chai. Ừ, có nó chai. Mà không sao, quan trọng là nó có ấm áp để con có thể nương tựa được hay không? Dạ, nó ấm. Thôi được rồi, về vị trí đi. The Great Wave Toshiba. Quý rằng là trong trái tim con bây giờ đập rất là mạnh luôn, đúng không? Thôi mình cứ quyết định theo trái tim của mình thôi. Còn chuyện gì nó đến ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của ông Mai và bà Mối. 1 Có thời gian. Rồi. Trời, nó tháo luôn cái nút mà thấy chưa. Nó bấm nó tháo luôn nút luôn. Nó hồi hộp quá. Thật ra đó, mình không có trách gì bạn gái cả. Chú cũng biết ngay từ đầu rồi là con chưa thấy gì rung động đúng không? Không, dạ. Bình thường. Đó phải tại vì con chưa thấy ảnh nhiệt tình. Tại vì con thích con trai nó nhiều với lại nhiệt tình và vui vẻ. Mà con thấy ảnh cứ kiểu mà sợ. Anh hiền quá. Hy vọng rằng chúng ta sẽ là những người bạn thật tốt với nhau nha. Dạ. Cảm ơn hai con đã tham gia chương trình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. À, cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FL, VKT-VN, hàng giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến càng nước, chế độ tự vệ sinh bình. Mỗi người đi con đường thôi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Đi về thôi, bông ơi.
Bạn với họ luôn luôn có những cái pha như thế, bất ngờ như thế. Chúng ta chúc cho hai mảnh ghép đó họ sẽ sớm tìm được những mảnh ghép phù hợp với chính mình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Mở đầu thì Lan xin phép được mời nhà gái ra trước nha. Xin mời bạn nữ. Mời nhà trai. Mời anh ngồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nhé. Mời nhà gái. Mình tên là Dương Thị Mỹ Dung. Hôm nay mình 43 tuổi. Mình sinh ra ở Bình Định, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm quản lý tài sản. Công ty mình là chuyên về khai thác, xây dựng và vận hành các cái tòa nhà. Mời nhà trai. Vâng, xin chào chương trình, chào tất cả mọi người trong trường quay. Tên tôi là Minh Đường và năm nay mới vượt qua 50. Hiện thì đang sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của mình thì hiện tại đang làm cho một doanh nghiệp nhà nước và liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Ưu điểm của khuyết điểm nhà gái là gì nào? Em thì có ưu điểm mình nấu ăn ngon, mà khuyết điểm là hơi nóng tính. Thôi mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Tự mình thì mình chỉ nhận thấy được có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là ăn uống rất là dễ ăn. Cái thứ hai là ra ngoài ăn mặc rất là giản dị. Có thể một cái nữa nó gọi là cái ưu điểm cũng có, một cái khuyết điểm cũng có. Là tại vì mình cái tuổi này rồi, mỗi thứ mình đều biết chút chút ra. À, cái tình trường của nhà trai sao kể cho nhà gái nghe nào. Nói thiệt với anh Linh là tới cái tuổi này thì cũng đã có gia đình rồi anh Linh. Kết hôn được hơn 20 năm, có đứa con trai. Thì cũng là năm cuối đại học rồi anh Linh. Nhưng không may thì bà xã mình lại bị ông Thành cũng giành giật mất. Mà mình không cách gì mình giành giật lại được. Thì cũng là một sự mất mát rất là đau đớn anh. Chia buồn với anh vì đó. Bà xã mất lâu chưa anh? Cũng gần tròn 2 năm rồi. Thật sự thì cũng là một cái khoảng thời gian là nó hụt hẫng lắm anh Linh. Hy vọng sẽ có thêm một người nữa để có thể hỗ trợ tinh thần giúp cho anh nữa ha. Dạ đúng, cái đó là cái mong mỏi thôi. Nãy giờ là thấy nhà gái là lắng nghe và có vẻ rất là xúc động. Bây giờ chị chia sẻ về cái đường tình duyên của chị đi. Mình cũng đơn giản, mình có một mối tình mà quen được một năm á, thì do không hợp tuổi nên không chơi nữa. Vậy là 43 tuổi vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm hết chứ? Dạ chưa. Tôi nghe đến điều này tôi phải qua thăm nhà gái chút xíu ha. Xin phép bà mối nha. Dạ chào chị. Trời ơi, 43 tuổi còn trẻ hơn rất so với tuổi. Nhưng mà lý do tại sao mình lại đến tuổi này mình mới chợt nhận ra là cần có một người bên cạnh vậy? Lúc trước á, thì mình thấy mình đi một mình á, thì nó thoải mái. Nhưng mà mình đi lâu quá mình thấy đi mình hoài buồn. Buồn, mệt mỏi lắm. Dạ, và muốn có người đồng hành. Muốn có người đồng hành. Thấy được không chú? Nhìn nhận ra có hơi trễ nhưng cũng chưa trễ lắm. Không trễ lắm đâu anh Linh. Chưa trễ lắm á. Nhà trai qua thăm nhà gái rồi thì bây giờ nhà gái xin phép đi qua ngó nghía nhà trai. Đúng rồi. Dạ, xin chào Ngọc Lan. Thấy anh trai thấy không? Gương mặt rất có hậu mà tôi nói dạ, nha rồi. Rất là chung thủy luôn. Yêu nhau 8 năm, ở với nhau đến 20 năm nữa. Một cái chặng đường rất dài. Anh giờ em hỏi cái nè. Ví dụ như bây giờ bên nhà gái người ta chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chuyện hẹn hò, rồi chưa có kinh nghiệm trong chuyện làm vợ nữa. Rồi anh có ngại không? Không có ngại đâu Ngọc Lan. Với như một cái người đặc biệt chia sẻ nãy giờ thì anh nói ngồi nghe đó, thì cái cuộc sống như vậy đó, người ta tự làm chủ người ta và người ta rất là vững chắc, người ta rất là ok luôn chứ không ngại gì cả. Em hỏi như vậy thôi là em đi về liền, em biết là em cần phải nói cái gì với chị em rồi. Rồi nhà gái mong muốn một cái nửa mảnh ghép của mình như thế nào, cái tiêu chí nào đó, thử mình nói thử xem. Bây giờ chắc 43 tuổi rồi, giờ chắc đợi hưởng sai. Đợi hưởng sai. Linh với kinh nghiệm ông mai mối cũng gần 10 năm rồi, Linh thấy đây là mối này được á. Linh cũng thấy bên nhà gái được á. Bây giờ thử anh nói xem cái tiêu chí tìm một cái người cùng đồng hành với mình thế nào. Như bên đàn gái đó là tuổi 43 thì cái kinh nghiệm sống cũng có và cũng đã làm quản lý cả một cái hệ thống như vậy. Thì chỉ cần một cái nhìn đầu tiên thôi, đó là cái tiêu chí đầu tiên, chứ không đặt ra được một cái hình mẫu lý tưởng nào hết.
Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân chút dạ, đi. Dạ đúng rồi. Bây giờ em không biết là chị đi với ai ạ? À? Mình đi với anh trai, với hai đồng nghiệp. Em chào các anh chị. Xin chào bên đàn gái. Mình thì là anh, nhưng mà cũng mong em là tìm được cái duyên của mình. Dạ anh ơi, nhưng mà cho em hỏi là anh có ý kiến gì bên đàn trai để cho thêm một cái động lực để cho chị quyết định không? Anh thấy kẹo này thơm không? được đó. Mỗi mối không được mất đền à. À, anh ta đi với ai? Thật sự lúc đầu thì có đăng ký đi với thằng con trai anh. Nhưng bây giờ thì nó đang kiểm tra online đó anh, không đi tham dự được bữa nay. Rồi. Đi có một mình anh. Hy vọng rằng con trai sẽ nhận được tin vui nha. Tin nghĩ rằng anh chị gặp nhau sẽ có một cái nhìn thiện cảm tốt đẹp giống như những gì mà nãy giờ là Quỳ Linh và Ngọc Lan nói. Chúng ta sẽ gặp gỡ nha. Mở rào. Bắt đầu đi anh. Không gian này là của anh đó. Ô, xin chào em. Lần đầu tiên anh gửi tặng em món quà này. Em cũng có cái món quà tặng anh. Cái này rồi, cảm ơn em. Chọn ngẫu nhiên thôi. Anh nghĩ cái này chắc là cái caravat. Dạ đúng. Đâu mình mở ra rồi anh ước thôi nhé. Ờ, một người đàn ông rất tinh tế. Rất đẹp em, mà rất trẻ trung. Dạ. Rất trẻ trung, cảm ơn em. Tao chỉ cầm chị ướm lên cho anh thử xem. Mà anh chị chúng ta cứ thoải mái trao đổi nha. Anh sẽ nói trước. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên với em về lứa tuổi 43 tuổi rất chững chạc. Mà ngay từ cái nhìn đầu tiên có một cười rất là cuốn hút. Dạ, cảm ơn. Anh chỉ có 3 câu hỏi ngắn thôi. Câu hỏi đầu tiên của anh là em có ngại khi anh lớn tuổi không? Câu thứ hai là em có ngại khi anh có lập gia đình và có thằng con trai. Và cái câu thứ ba anh muốn hỏi một cái cụ thể hơn. Theo em, cái quan niệm về tình yêu sau hôn nhân nó sẽ có màu gì? Em thì không có quan niệm màu gì hết. Trong cái cuộc sống thì không phải tất cả đều phù hợp. Mình phải điều chỉnh. Nếu mà mình điều chỉnh được, mình thấy tiếp tục được thì tiếp tục. Không tiếp tục được thì nghỉ chơi. Thì giống như anh đưa ra một cái con số thôi, sẽ cảm nhận được mình nghĩ như thế nào ngay. Mọi người vẫn nói là bây giờ mình vẽ con số 6 và con số 9. Nó vẫn là một con số đó thôi, nhưng mà khi mình đặt ở giữa thì đó là số 6 hay số 9. Vậy thì em đã đứng ở góc độ nào? Em đứng ở góc độ số 6 thì em sẽ nói số 6. Câu đó là câu anh rất mong muốn để nghe tiếng trả lời. Cái câu đầu tiên là em đã thuyết phục anh là mình đứng cái góc độ nào để mình trả lời nó là con số 6 hay số 9. Nếu bây giờ anh đổi vị trí lại, anh vẫn đứng, anh nói đó là con số 6. Nhưng mà khi em qua đây em ngồi thì nó lại là con số 9. Và đó là câu trả lời anh thấy rất tuyệt. Thì như anh lúc nãy cũng mong muốn là sẽ có một cái gì đó xa hơn. Thì em có hai câu hỏi. Thứ nhất là trong các con nè, con trai, con gái, con vợ, anh thích con nào nhất? Riêng anh, con trai, con gái anh đều thích. Nhưng khi nói tới chữ vợ, anh không xài từ con vợ. Thật sự, thì đó là người yêu của mình. Và người đồng hành với mình chứ không phải là con. Vậy anh thích cái nào nhất? Luôn luôn anh thích cái người đồng hành với mình. Cảm ơn anh đã trả lời. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Em á thì nấu ăn được, cũng ngon. Vậy anh thích ăn món nào? Ôi vậy là tuyệt vời cho anh quá. Thật sự anh rất là dễ tính. Ăn trong ăn uống anh rất là dễ tính. Cái món mà người ta gọi là ăn mắn, anh có thích không? Ăn mắn, anh có thích không? Dạ, giả sử như anh bị vợ mắng thì anh có vui không? Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nãy giờ là không biết bao nhiêu ngàn like trong anh tôi rồi. Mắng với trên cái tinh thần xây dựng đúng không em? Mà dạ, mắng đúng. Với tinh thần là mình còn yêu thương người ta. Ví dụ như anh sao... Anh nói với em anh đi nhậu 8 giờ anh về mà giờ 10 giờ anh mới về. Đó thì anh thấy sao? Quá yêu luôn. Tại sao người ta lo cho mình đi về sớm? Còn ví dụ như mà tại sao nói 8 giờ về mà giờ 10 giờ chưa thấy về? Anh cà chớn quá. Là lúc đó là sao? Tặc mày. Giải thích sau.
Linh rất mong chị hỏi câu này là chừng nào chúng ta có thể đến với nhau được. Anh sẽ trả lời luôn cái câu hỏi của anh Linh. Nếu được thì anh chị xác định trong vòng 1 năm cho tới 2 năm. Cái lý do phải hơn 1 năm là để cho con trai anh nó xong đại học. Nếu tiến tới với nhau được thì 1 năm đó là một cái năm để mình bồi dưỡng vun đắp lại. Nếu mà nói đợi 2 năm á thì em không đợi. Anh không nói cái khoảng thời gian là 2 năm, nhưng mà anh đưa cái mốc thời gian là tối đa 2 năm, nhưng mà sớm nhất là 1 năm, là phải 1 năm để con anh nó hoàn tất công việc học hành. Thực ra cái việc đó thì nó cũng tùy thuộc vào cái giai đoạn mình trao đổi, xem là mình có chấp nhận những cái khuyết điểm và mình có bắt kịp được những cái ưu điểm không, thì cái đó là quan trọng. Anh thì nói là ra cái khoảng thời gian là con phải tốt nghiệp, đó là sự chung thủy của người đàn ông, chúng ta trân trọng điều đó. Còn chị tuổi thanh xuân cũng đã qua đó, không có sự chờ đợi đâu đây cả, mà điều gì đến nó sẽ đến. Thì anh xin bổ sung lại cái câu, mình không thể nào mình nói là mình hết tuổi thanh xuân ạ. Có thể tuổi em thanh xuân của em bắt đầu khi tụi mình có thể hợp nhau và tiến tới sau này gặp nhau nhiều hơn, thì đó chính là cái tuổi thanh xuân của em bắt đầu. Câu này rất hay. Đúng rồi, nhưng mà con không. Nhưng đối với ảnh thôi. Đúng. Nhưng với chị ấy có thể một ngày qua là mất đi một tuổi thanh đúng. Xuân. Quan trọng là anh làm thế nào cho bắt đầu sau cuộc gặp chị ấy cảm giác mình thanh xuân. Bây giờ anh có thể bước tới nắm tay chị ấy và hát tặng một bài hát nào với chị ấy, hay hát cùng nhau cũng được. Lên sân khấu này á thì anh không thể hát được. Thật sự vừa nói là cái gì đó, cái giọng của mình nó cũng bị rung. Nhưng mà anh xin phép là anh đọc cái ca từ trong cái bài hát anh rất thích. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đại cát xa hoa, lụa là gấm hoa vàng son. Và câu này thì thêm 3 câu đấy là của tự anh đặt ra. Anh đang đi tìm người yêu son sắt chung tình, người luôn sánh bước bên mình, sẽ chia đắng cay ngọt bùi. Vẫn nắm tay nhá, chị Dung hát đi. Nhưng mà nãy anh nói anh không cần đẹp, mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Thật tuyệt vời. Với mình đẹp thì mình đâu bao giờ mình nói cái câu mình lỡ. Không, em biết em đẹp. Không, em biết em đẹp. Xuất sắc chị ơi. Chị Dung hát một bài Dung đi. Hát bài tặng ảnh đi nào. Hát một đoạn. Đúng bài... rồi, một đoạn nào đó. Anh còn nợ em. Hay quá. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em, và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Rồi. À, chúng ta về vị trí quyết định thôi, anh chị à. The Great Wave. Toshiba. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định chính xác bằng trái tim của mình nha. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng anh chị. Nào, sự có mặt của anh chị trên sân khấu ngày hôm nay được sự ủng hộ không chỉ của người nhà mà của cả khán giả, ngay cả cảm xúc của Ngọc Lan, để thấy rằng Ngọc Lan rất lo cho chị. Lan rất là sợ chị không bấm nút, bởi vì em Lan hiểu được cái nỗi lo lắng của người phụ nữ. Cái quá khứ của họ, họ vì sợ một cái cuộc sống nó khổ giống như các anh chị của mình, cho nên là chị quyết định là chị sống một mình và chị không muốn đến với người đàn ông nào hết. Nhưng mà hôm nay thì thật sự gặp anh, cái cảm nhận của em á, thì em lại thấy đây là một cái người đàn ông rất xứng đáng để chị có thể đồng hành cùng. Và em tin rằng là ảnh không có làm cho chị khổ đâu. Chúc anh chị hạnh phúc. À, bây giờ thì chúng tôi sẽ có những món quà dành cho anh chị.
Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Dạ, còn đây là cốt súp gà Quốc Việt Food, em xin gửi tặng cho anh chị. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam gửi tặng cho anh chị hai món quà này. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FL VKT-VN, hàng giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Quyền Linh cùng Ngọc Lan. Cảm ơn anh chị. Dạ. Ca này khó quá, không biết nói sao luôn. Tôi ngắm con đi coi. Trời, có chút xíu à. Mày sao mà yêu sớm vậy con? Con thấy vậy là cũng muộn rồi chứ, cũng muộn rồi chứ. Cũng muộn rồi đó hả? Tật xấu của con là chưa tự tin trước đám đông. Mệt mỏi quá thì hay ngủ nướng. Điểm yếu thì con là rất là mau nước mắt và suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, rất là tự ti. Mình tôn trọng cái tình cảm của mình thì nó sẽ không có bất cứ một cái việc gì xảy ra với bạn nam khác giới hay là bạn nữ khác giới cả. Nhà trai ra trước cho nó không khí coi. Mời nhà trai. Mà mỗi Ngọc Lan chờ nhà gái chuẩn bị nha. Ôi, chào chàng trai. Mời nhà gái. Dễ thương quá. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên cho phép em xin được chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. MC Quyền Linh cùng MC Ngọc Lan ạ. Và bạn nữ và người nhà bạn nữ ạ. Em tên là Đặng Mạnh Tuyến ạ. Em sinh năm 1997. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tuyến? Dạ em đang làm IT. Rồi thôi bây giờ chúng ta hãy đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ thì lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. Chào chú Quyền Linh cũng như là bạn nam bên kia. Em tên là Lê Diệp Nữ Vi. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Vi sinh năm mấy Vi? Dạ con sinh năm 2002 ạ. Trời đất ơi. Sao rung dữ vậy? Con trẻ dữ vậy. Trời, mình mới 19 tuổi rồi. Vậy thì cái tình trường của mình là nó có được trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em mới trải qua hai mối. Mới hai mối. Mới có hai mối. Dạ, mới hai mối rồi ạ. Tôi nghe cái vụ mà năm 2002 mà mới trải qua hai mối tôi qua liền. 19 tuổi mà trải qua hai mối tình rồi. Vậy thì cái mối tình đầu tiên là mấy tuổi? Hai mối đó đều là năm học cấp 3. Mối dài nhất là bao lâu? Dạ mối dài nhất của con là gần 2 năm. Trời ơi, 2 năm. Vậy là con bắt đầu yêu từ năm lớp mấy, lớp 10 à? Dạ lớp 10 là bắt đầu mối tình đầu tiên. Giữa năm lớp 11 thì em mới bắt đầu mối tình thứ hai. Hậu sinh khả quý. Ca này khó quá, không biết nói sao luôn. Tôi ngắm con đi coi. Trời, có chút xíu à. Mà sao mà yêu sớm vậy con? Con thấy vậy là cũng muộn rồi chứ, cũng muộn rồi chứ. Cũng muộn rồi đó hả? Sao nè Tuyến, yêu mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Cũng hai mối hả? Dạ. Yêu từ năm lớp mấy? Từ hồi cấp 3 và đại học. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm Tuyến? Hai mối tình đều 2 năm. Là 4 năm yêu rồi? Dạ. Cũng kinh nghiệm tình trường lắm hả? Kết thúc năm học cấp 3 thì bọn con bắt đầu lên thành phố học á. Thì bạn gái thì vào Sài Gòn, còn con thì học ngoài Bắc. À. Cho nên là bọn con chia tay nhau. Xa mặt cách lòng á ha. Dạ. Vi ơi. Dạ. Mà lý do sao mà mình yêu 2 năm mà mình chia tay vậy Vi? Cái lý do chia tay của con cũng giống như bạn nam bên kia. Là lúc đó khi mà tốt nghiệp xong thì hai đứa, con thì vào Sài Gòn học, còn bạn đó thì học ngoài Đà Nẵng. Hai đứa giống nhau ha. Cái mối tình đầu tiên của con á là học hết lớp 10 là con chia tay rồi. Là con có biết lý do không? Khi nói về bạn nam đó thì không có điểm gì để chê hết. Bạn đó rất là tốt. Nhưng mà là do con
tự nhiên con cảm thấy cái tình cảm của mình nó không còn nhiều nữa. Có phải là con do con không chín chắn không? Dạ đúng rồi. Vậy giờ chín chắn chưa? Dạ con nghĩ là qua hai mối tình đó rồi thì bây giờ con đã đủ chín chắn rồi ạ. Bên đây người ta chín chắn rồi, để đi qua bên kia coi coi bên kia có chín chắn không nha. Công nhận nó giỏi thiệt á. 19 tuổi là vào chín chắn rồi đó nha Lan nha. Chào con. Giờ không biết thiệt không biết kêu bằng gì luôn á. Kêu bằng chị. Kêu bằng chị thôi được, được không? Được. Giờ kêu bằng chị được không? Được. Bây giờ thì mình có bạn gái rồi, mình làm gì cho bạn gái, mình chăm sóc bạn gái làm sao? Hiện tại thì công việc của em là em đang tập trung cho công việc rất nhiều. Bây giờ mà nếu mà có bạn gái á, thì hai đứa có thể chung một sự nghiệp, chung một mục tiêu để hai đứa cùng cố gắng phấn đấu. Dạ, điểm hả? Mạnh điểm yếu gì nói cho bà mối à, đúng rồi, thôi bây giờ đi. Mình nói về điểm mạnh điểm yếu đi, bây giờ mình đi về nhà mình coi. Điểm mạnh của em là em chơi thể thao. Em có thể chơi được hầu hết tất cả các môn thể thao, bơi lội, đá banh, bóng chuyền và cầu lông luôn. Rất là tốt. Tật xấu của con là chưa tự tin trước đám đông, mệt mỏi quá thì hay ngủ nướng. Chị Lan bệnh chị không mệt mỏi, chị cũng ngủ nướng nữa. Đúng rồi, bên đây không mệt mỏi mà nhiều khi cũng ngủ tới 1 giờ. Còn điểm mạnh, điểm yếu của Vi sao Vi? Dạ, điểm mạnh của con thì có thể là do con học cao đẳng phát thanh truyền hình cho nên là con có thể tự tin giao tiếp. Thứ hai là con cũng biết ca hát một xíu, biết nấu ăn. Điểm yếu thì con là rất là mau nước mắt và suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, rất là tự ti. Giống như trong một trường hợp đó là khi mà con quen một bạn nam á, thì con sẽ hay suy nghĩ là ủa tại sao xung quanh mình, xung quanh bạn nam đó còn nhiều bạn nữ đẹp hơn, giỏi hơn này nọ kia hơn mình, mà tại sao bạn nam lại chọn mình. Để chú nói Vi nghe nè, nãy con nói rất là mâu thuẫn. Con là học phát thanh truyền hình, con phải tự tin về chính mình. Đúng rồi. Tự tin trong tất cả mọi thứ thì mới trở thành một cái phát thanh viên, một người biên tập, thậm chí trở thành một đạo diễn các chương trình, vân vân. Vậy thì cái tự tin đó con phải giữ lấy chứ, tại sao mình lại có cái tự ti cái bên được? Dạ, cái suy nghĩ đó là ở hai mối tình lần trước. Con cũng đúng rồi. Và sau khi mà con vào Sài Gòn và bắt đầu học cái ngành của mình, thì dần dần trải qua kinh nghiệm thực tế, mình trải rất là nhiều cho nên là mình cũng đã tự tin hơn và mình biết là bản thân mình có gì. Không, cái tâm lý này rất là dễ xảy ra với các bạn nữ ở cái lứa tuổi này. Bởi vì có thể bạn rất là tự tin ở cái công việc của mình, nhưng với cái chuyện tình cảm thì khi đã trải qua cái tổn thương đó rồi á, thì bạn lại lo sợ cái chuyện cũ nó sẽ lặp lại. Bây giờ hôm nay con đi với ai? Dạ thì hôm nay là con không có đi với người thân được. Tại vì ba mẹ con thì ở người quê. Quê đâu con? Dạ quê con ở Gia Lai ạ. Ở đây có cái cô chú ủng hộ con. Mình đi với ai? Ngày hôm nay con cũng đi một mình, tại vì dịch bệnh nên là ba mẹ không thể lên được. Đúng rồi, dịch bệnh thì nói chung là trường quay cũng hạn chế ha. Mở rào, mình tặng quà xong mình hát giao lưu với nhau để nó cảm nhận hợp lý nha. Rồi, mở rào, tự tin lên nha Tuyến. Ngày hôm nay đến đây thì anh có một món quà để tặng em. Đó là một chiếc tinh dầu trong phòng. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn gửi tặng cho anh. Em thì thích những sự nhỏ nhắn dễ thương và hy vọng là anh cũng thích nó. Và hy vọng khi mà anh thấy nó thì cũng như là nhìn thấy em. Cảm ơn. Đâu, nhà trai Tuyến cảm nhận coi bạn gái bên kia thế nào, lần đầu tiên gặp mặt cảm nhận thế nào? Lần đầu tiên gặp mặt thì con thấy bạn rất là nhỏ nhắn, dễ thương và xinh xắn. Cái hình giống cái hình mẫu lý tưởng mà con nghĩ ra không? Dạ, giống với hình mẫu phát thanh viên mà con đã từng nhìn ở ngoài đời rất nhiều. Bây giờ nãy mình nói mình có tài ca hát đó. Đồ, mỗi đứa hát cho nhau nghe đi, đứng biểu diễn đàng hoàng, tự tin lên ha. Thế thì con xin phép ba khán giả, xin phép MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan, em xin gửi tới bạn nữ một câu hát trong bài Tình Thôi Xót Xa. Gì mới gặp rồi. Con mới gặp mà hát Tình Thôi Xót Xa. Ủi hình không có xót xa không? Con sẽ tặng bạn nữ lời bài hát là Nơi Này Có Anh của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Đúng rồi. Trời ơi.
Tự tin lên nha Tuyến nha, bắt đầu biểu diễn chinh phục bạn gái đi. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh. Gió mang câu tình ca, ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em. Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh. Khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi bên cạnh nhau say đắm như ngày đầu. Tình yêu bé nhỏ, xin dành tặng riêng em. Yeah. Này là hát cũng cỡ cỡ Sơn Tùng, em Thu Phương á chứ. Thôi, Vy đáp lại biểu diễn nào Hoàng Vy. Dạ, cảm ơn cái bài hát của anh dành cho em. Và bây giờ em cũng xin gửi lại cho anh một đoạn nhỏ thôi. I love you, la 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 la. Anh sẽ mãi là người chở che cho em. Không thể tách rời tay em đây, hãy nắm lấy thôi, sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Giây phút ban đầu gặp nhau là nhiều cảm xúc rồi đó. Bây giờ mình trao đổi đi. Anh có thể hỏi lại một chút là sở thích của em là gì không? Em thích đi dạo, thích đi ăn uống ven đường, vỉa hè đó. Em không biết là cái sở thích này có anh có khó không, nhưng mà em thích hát trong nhà tắm. Mỗi lần con đi tắm, con tắm bao lâu? Dạ tầm 30 phút thôi. Nói nhưng tắm cũng nhanh, nhưng mà con đi tắm là con làm cái gì? Hay con muốn hát cái gì là con thường chui vô nhà tắm. Ủa sao con không hát ở ngoài với nhà tắm, nó khác nhau cách nào con? Không, nhưng mà hát trong nhà tắm cũng là sở thích của con luôn. Trời đất ơi! Trời ơi! Thấy cái đứa này! Trời ơi! Chú giao cho con cái nhà tắm luôn, hai đứa luôn. Không, bởi vì hát trong nhà tắm không khác gì phòng thu âm đâu. Hai đứa này mà mới mốt lấy nhau là xây cái nhà, là cái nhà tắm phải xây bự dữ lắm. Em có yêu thích môn thể thao nào không? Em rất là thích chơi bóng chuyền, nhưng mà anh cũng thấy chiều cao của em hơi bị hạn chế. Anh không nghĩ là trong bóng chuyền người ta yêu cầu chiều cao nhiều đâu. Thậm chí có những người libero người ta đâu có cao đâu, mà người ta vẫn là phòng thủ rất là tốt. Và anh cũng chơi bóng chuyền, nhưng mà sở trường của anh là bóng đá. Vậy anh có thể dạy em chơi bóng chuyền được. Anh nghĩ là khả năng chơi bóng chuyền của em có khi hơn anh á. Anh cũng thích ăn đồ vỉa hè hơn là ăn trong nhà hàng. Thực sự là ăn ngoài vỉa hè rất là không khí tự nhiên vẫn tốt hơn ở trong những nhà hàng. Xin ra có nhiều điểm chung quá. Câu chuyện mà anh muốn kết hôn và lập gia đình là câu chuyện mà anh cũng đã nói với bố mẹ anh. Và bố mẹ anh bảo là con 28 tuổi hoặc là 30 tuổi sẽ lấy được. Mà năm nay anh 24 tuổi là còn khoảng 4 năm nữa. Nếu mà em có công việc rồi, đến lúc đấy mà cái việc mà ta tiến đến hôn nhân thì nó cũng là điều bình thường. Ví dụ như đến với nhau rồi lấy nhau đẻ con là hai đứa có mong muốn đẻ bao nhiêu đứa? Bên kia thích bóng chuyền thì đẻ một đội, bên em đẻ một đội bóng đá sân 11. Là tới 20 mấy đứa lận đó hả? Dạ, là tính cả thủ môn nữa là cũng 20 mấy đứa. Nó có chút xíu đó con. Đẻ thì nó teo lại mệt nữa. Ôi, tao con không có muốn tính trước điều gì hết. Tại vì ông bà ta hay nói là tính trước bước hôm qua. Đúng rồi. Nhưng mà đó là sở thích, ví dụ mong muốn của mình. Đúng rồi, đấy chỉ là sở thích mong muốn thôi mà. Nếu như mà anh quen em thì anh không muốn là em có bạn trai khác giới. Và cũng không muốn em đi chơi quá khuya. Nếu mà đi với anh thì được. Bởi vì anh đã nói với em như thế rồi, cho nên là anh cũng sẽ ít đi chơi về khuya. Đi đá banh về thì có thể là về nhà và nhắn tin cho em. Cái đó là cái quyền riêng tư của mọi người. Và khi mà nếu mà em và anh có quen nhau rồi, mình tôn trọng cái tình cảm của mình, thì nó sẽ không có bất cứ một cái việc gì xảy ra với bạn nam khác giới hay là bạn nữ khác giới cả. Cho nên là cái việc mà mình đi chơi, mình gặp hay là sau đó thì nó sẽ không thể tránh khỏi được. Nhưng mà mình biết là cái giới hạn nó đến đâu. Cô nói vậy nè, tại vì hai đứa còn quá trẻ đi. Hai đứa mà muốn đi chơi khuya á thì thôi, chơi chung nhóm bạn luôn. Dạ đúng rồi. Khi mà hai đứa yêu nhau, chờ nhau đi đúng không? Đúng rồi, hai đứa yêu nhau thì bên này cũng nên biết bạn của bên này là ai. Để rồi mai mốt có đi chơi chung á thì đi chơi chung cũng vui. Còn hoặc là bên này mà có đi chơi với bạn thì thôi, cũng biết nhóm bạn đó là ai, mình đã từng tiếp xúc rồi. Và ngược lại bên này cũng vậy. Kiểu phân biệt bạn em và bạn anh, em không nói thích. Chung là phải có cái nó có cái sự hòa hợp thì nó... Bạn của chúng mình thì tốt hơn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đàn trai mình á, mình nãy giờ mình tới mình nắm tay em gái, mình nói những cái cảm nhận từ nãy giờ, mình cảm nhận về em gái thế nào?
Nắm hai tay nha. Anh có thể xin phép nắm tay không? Dạ, tay em hay bị đổ mồ hôi nên... Tay anh cũng bị đổ luôn. Đây, chùi cho. Rồi, hết. Không sao đâu ạ. Chùi vậy sao được cái tay nó ta chùi, con có đổ mồ hôi không? Không có nhưng mà... Không, đây chú chùi cho. Không, tôi không lẽ cho tôi dán giấy lên cho chùi. Dạ, thôi được rồi. Rồi, hết rồi đó. Thằng tay tôi chăm sóc cho thằng tay. Tới bến không thấy chưa? Ngày hôm nay... mình gặp được người hợp với mình là điều không thể có, chỉ có cùng nhau để phấn đấu để cùng hòa hợp với nhau thôi. Dù cho hôm nay chúng ta có thể đi tiếp với nhau được hay không thì anh vẫn mong là ngày sau em vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn tươi vui để cho mọi thứ luôn suôn sẻ đối với em. Anh cũng mong là chúng ta có thể ra về ngày hôm nay. Quá được. Dễ thương quá. Quá là được luôn. Anh nói mà tay anh đổ mồ hôi nữa hả? Đi cô chủ dạ, cho. Không cần đâu ạ. Tại vì tay hai đứa đều đổ mồ hôi nên con chẳng thấy gì đâu. Cũng chúc cho anh là sẽ có thật nhiều sức khỏe và công việc sẽ ngày càng phát triển. Cảm ơn em. Rồi, về ghế ngồi đi. Bây giờ mình để tay nút bấm đi. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Chạy chống ho cảm dùng ngay ít nhi. Hãy lắng nghe nhịp đập của con tim mình và quyết định bằng cả trái tim của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi, đẹp đôi. Nào, nhà trai nắm tay nhà gái. Trời, nó đẹp đôi quá bà mối. Nhà gái đang ở Gia Lai đó, đang coi chương trình mình và thưa hai bác. Dạ con xin chào khán giả đang xem truyền hình và hai bác phụ huynh của MV ạ. Con muốn xin phép hai bác là cho con được tìm hiểu MV. Và nếu mà hai bác cho phép thì con hứa là sẽ về thăm hai bác trong một ngày gần nhất khi dịch bệnh đã được đẩy lùi một phần ạ. Câu này hay nè. Dễ thương quá. Dễ thương thì tặng quà hả? Tặng quà đúng rồi. Dễ thương là tặng quà rồi thôi. Đây có quà tặng hai đứa luôn. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi qua tất cả mọi nẻo đường của cuộc sống. Con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Cái ưu điểm thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tánh. Cái công việc của em nó hay đi xa, thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì... Mời nhà trai. Đây, mời bạn ngồi. Mời nhà gái. Wow. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, cũng như là chào các vị khán giả hiện tại đang có mặt ở trong khán phòng này, cũng như là bên cạnh đó là chào thêm bạn nữ bên kia nữa. Dạ thì em tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Khanh, tính ra hiện tại thì cũng là 26 tuổi rồi. Dạ thì em quê người Tiền Giang, hiện tại thì em đang làm hướng dẫn viên. Rồi, còn bạn nữ của chúng ta thì sao nào? Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào anh trai bên kia và chào khán giả trường quay ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Mai Thị Thùy Trang. Năm nay con 23 tuổi. Con hiện tại làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang là giáo viên. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì Khanh? Cái ưu điểm thì em cũng hơi trung tình một xíu. Khuyết điểm của em thì nó thường hay là nóng tánh. Cái công việc của em nó hay đi xa, thì cứ từ người ta nghỉ lễ là bắt đầu em lại đi, thì nó không có cái thời gian để cho cái bạn nữ. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là con tự lập, biết làm công việc nhà, biết nấu ăn, rồi hay nhiệt tình trong công việc. Còn khuyết điểm của con là hơi bị rụt rè trước đám đông và có phần là hơi cả nể. Con có thể cho một vài cái ví dụ cụ thể hơn về vấn đề này hay không? Cả nể đây tức là trong công việc á. Dù là mình bận thật nhưng mà người ta nhờ thì mình vẫn nể và làm hết sức. Rồi lỡ mai mốt đang hẹn hò với bạn trai rồi cái tới giờ hẹn rồi mà sếp giao việc hoặc là bạn bè nhờ công việc rồi làm sao?
cái phần đấy cũng gọi là cái hạn chế của mình, thì con cũng cố gắng là sẽ khắc phục. Đường tình duyên của Khanh thế nào, nói cho nhà gái biết đi. Đường tình duyên mà lâu nhất á là em quen từ cái bạn đó, từ cái lúc mà bạn đó học 12, em mới học đại học. Quen từ khi mà bạn đó học xong 12 lên học 3 năm cao đẳng nữa. Dạ, ra làm khoảng 1 năm thì lúc đó bắt đầu chia tay. Thì cái lúc đó thật ra thì cũng còn thiếu một cái nhược điểm, đó là tại vì em hơi ghen một xíu. Hơi ghen. Đúng rồi, dạ. À. Thì từ đó là mình chia tay luôn. Thì em cũng có đi kiếm bạn đó vài lần. Như ra tới nhà luôn nhưng mà cũng không gặp. Chủ yếu là đang trốn nhau á. Ngay tránh luôn. Tránh luôn, dạ đúng rồi. Đó, đôi khi một chút nông nổi, một chút bồng bột, một chút bức xúc, dạ, mà mình không rồi. Có kiềm chế đó. Dạ. Mình làm mất đi một cái tình cảm mà mình đã nuôi dưỡng bao nhiêu lâu. Tạm thời thì bớt ghen hết, với lại bớt nóng tính rồi. Chứ còn cái chuyện đó hoài thì chắc là từ giờ tới già chứ không có ai quen được đâu. Chính xác là như dạ. Vậy. Còn cái một bạn nữ gần đây thì quen khoảng chừng gần một năm, thì cái đó cũng chưa gọi bằng tình yêu thật. Tại vì cũng là mới giai đoạn tìm hiểu thôi. Và tới hiện tại bây giờ em cũng không biết là vì cái lý do gì mà lại chia tay nữa. Tự nhiên vậy cái mất liên lạc luôn. Chắc do dịch quá. Tại vì cũng đang có quen còn khoảng 6-7 tháng thôi, cũng chưa về nhà. Cho nên là không có đi kiếm nhà được. Rồi còn tình trường của bạn nữ thì như thế nào? Con có một mối tình thời sinh viên. Mối tình này kéo dài gần 3 năm. Do khoảng cách địa lý nên là chia tay ạ. Xa mặt cách lòng á ha. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào, có thể chia sẻ cho nhà trai biết không? Mẫu người bạn trai lý tưởng là cao khoảng 1m65 trở lên. Ngoại hình thì ưa nhìn. Còn về tính cách thì chung thủy. Chung thủy là con đặt lên hàng đầu. Chủ động, quyết đoán trong mọi việc. Rồi bây giờ về ngoại hình thì bên đây là có thể đi qua xác nhận giùm cho. Còn có chung thủy hay không thì không biết nha. Dạ chào nhà trai. Dạ. Mét nhiêu? Lúc trước đi đo ở bệnh viện là 1m68. Lúc trước đo là 1m68 mà sao tự nhiên bây giờ lại hơi không tự tin, bộ nó thung lại hay gì vậy? Không, cũng có nhiều khi đo nó không có chính xác. Có nhiều khi thì đo 1m68, có nhiều khi lại đo lại nó thấp hơn một xíu. Đúng rồi, có thước là 1m68 nhưng có thước là 67. Đúng rồi, dạ. Có thước 66, thậm chí có thước 69 nữa. Tùy theo thước. Sao nó kỳ vậy? Sao nó... Nó còn thiếu mà. Biên độ nó rộng quá vậy? Rộng lắm. Thôi, nhưng mà nói chung là cũng đáp ứng được một cái yêu cầu đầu tiên. Đó rồi. Là hơn 1m65 là được rồi. Rồi mặt mũi sáng sủa. Đó, dễ nhìn mà. Dễ nhìn, dễ thương. Được, hợp lý rồi. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng bạn gái của mình là như thế nào? Cao khoảng 1m55 đến 1m65. Gương mặt thì cũng hơi dễ nhìn. Chỉ biết nấu ăn. Tại vì em ăn cơm ngoài ngán lắm rồi. Rồi, đủ. Đủ rồi đúng không? Xin lỗi nha, nhà gái là hơi bị dư luôn á. Bây giờ mình đi về nè. Nhà trai ta cũng khiêm tốn nhưng ta cũng đủ chứ bộ. Được rồi, để qua tôi thăm nhà gái coi tình hình sao nha. Dạ con chào chú. Chào con, trời dạ. Ơi, bé bi quá hả? Con định bao giờ kết hôn? Dạ con định là khoảng từ 1 đến 2 năm. Hoặc là có thể tiến tới nhanh hơn nữa. Tùy theo cái mức độ tình cảm của hai người. Cái điều gì mà không thích đàn ông không? Con không thích đàn ông là nói nhiều mà làm ít á. Dạ với không chủ động. Mình có nói nhiều làm ít, mình có không chủ động không? Dạ thường thì em là nói đi đôi với làm. Hoặc là có nhiều khi làm trước mới nói. Bên đó thấy có một cái nó hơi lấn cấn, đó là cái thời gian của bạn đó là giống như nghệ sĩ của chú cháu mình không vậy đó. Không sao đâu. Đó cũng là một cái thuận lợi, đôi khi là người ta đi hướng dẫn viên của mình đi theo mình chơi luôn. Cũng đang tìm một cái người mà đi cùng em đi phượt đó. Đó. Em cũng rất thích là đi phượt nha. Ừ, thuận lợi, anh ấy biết nhiều nơi, có nhiều kinh nghiệm, dẫn mình đi chơi nhiều nơi luôn ha. Có thể anh ấy làm việc mình theo, mình có thể phụ anh ấy trong công việc của anh ấy luôn. Rồi mình trải nghiệm luôn. Hợp lý. Hợp lý chứ. Mình cho gặp người thân đi, hỏi ý kiến coi sao. Giờ bạn nữ đi với ai nè? Dạ, con đi với mẹ với dì ạ. Dạ, Ngọc Lan xin được chào nhà gái. Rất vui chào đón mẹ với dì bên nhà gái có mặt ha. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào MC Ngọc Lan. Bé Trang ấy là một người sống rất là tự lập. Thì với công việc thì bé Trang rất là nhiệt tình. Dạ, anh cháu trai bên này thì dì nhìn thấy thì cũng rất là ổn. Thì đến đây mình cũng đã có một cái cơ duyên rồi. Cũng mong cho hai cháu có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, rồi. Cảm ơn nhà gái. Em trai đi với ai? Dạ, em đi tới có một mình thôi. Trong mùa dịch này thì
hạn chế, thành ra gia đình cũng ít có xuất hiện ha. Dạ đúng. Được rồi, hôm nay thì sẽ có mọi người đây ủng hộ và chia sẻ. Anh Quỳnh Linh thấy rằng cô bé bên kia đó, một cô gái thì còn trẻ tuổi nhưng mà rất chín chắn ha, rất nghiêm túc, rất thật. Nữ công gia chánh thì cũng rất là tốt luôn. Dạ. Thì tùy Khanh quyết định hai khi hai bạn gặp mặt nha. Dạ rồi. Thôi bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Khanh. Thật ra thì anh cũng không biết là tặng cái gì, cho nên là có một món quà nhỏ thôi, mong em nhận nha. Em cũng tặng anh một chút quà do em làm. Dạ. Thì bức tranh này thì là bức tranh đính đá do tự tay em làm. Và trên bức tranh này là có đồng hồ và hoa tulip. Thì đồng hồ là minh chứng cho cái thời gian tình cảm của anh với em. Còn hoa tulip này là minh chứng cho cái tình yêu vĩnh cửu. Em cũng muốn là hy vọng là cái tình cảm của chúng ta sẽ phát triển như những cái bông hoa tulip này. Rồi, để cái quà đây. Mình mở cái quà bạn trai tặng coi. Ok, đẹp quá. Quá trời đẹp luôn ha. Dạ. Thì thật sự thì trước giờ anh cũng không có ít khi nào mà mua quà tặng cho các bạn nữ á. Cho nên là anh tặng cho em hai thỏi son. Hy vọng rằng tại vì anh thấy các bạn nữ thường hay quý cái son của mình. Dạ. Cũng mong rằng mình cái tình cảm của mình cũng quý tình cảm của mình giống như quý cái son thôi. Dạ, em rất là cảm ơn món quà của anh. Rồi. Dạ. Rồi, mình về vị trí ngồi đi các bạn. Đứng trước mọi người thì em nói chuyện được, nhưng mà gặp bạn nữ khó nói quá. Tốt nhiên như du lịch mà. Nếu như mà bạn nữ này á là khách của em á thì em vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà gặp bạn nữ mà đang tìm hiểu như thế này thì bối rối. Nó hơi khó, đúng, dạ bối rối, khó nói chuyện. Dạ vậy thì cho em hỏi trước, cái ấn tượng đầu tiên của anh khi mà mở cái rèm ra thì nhìn em như thế nào ạ? Thì nhìn em xinh. Tức là có giống với cái tưởng tượng của anh không? Được khoảng là 80%. Tại đó thì em thấy là rất là tốt, ổn rồi. Quan điểm tình yêu của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết đồng cảm. Chỉ vậy thôi, còn anh thì sao ạ? Thì anh cũng dạng kiểu cũng biết lắng nghe. Nhưng mà có nhiều lúc thì dạng như là nóng quá thì nó hay mất lý trí lắm. Có nhiều khi mà mình nói xong mình không biết là mình đang nói cái gì trong đó nữa. Thì hiện tại thì cũng đã khắc phục rất là nhiều rồi, nhưng mà nó cũng dạng như cũng còn, chứ không phải là hết hẳn. Không, cái này nói luôn nha, tôi nói thay cho bạn nữ luôn, đó là không thông cảm được trong cái vấn đề nào. Bạn phải bỏ được cái tính nóng đó thì tôi mới gả. Chứ còn mà bạn nói bạn còn chút xíu là tôi cũng không an lòng để mà tôi gả đi đâu. Đúng đó Thanh, là đàn ông á đôi khi cũng có những cái sai lầm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận thấy điều đó nó không đúng, không phải, và điều đó gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng á, thì chúng ta phải tìm cách nào đó bỏ đi. Theo cảm nhận của con á, là con thấy bạn này là một cái người rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng rồi. Cho nên chỉ cần một lời nói mà nó lệch lạc đi là người ta tổn thương liền. Mà phụ nữ mà tổn thương rồi á thì nó khó để mà lấy lại được cái tình cảm nguyên vẹn như ban đầu lắm. Họ có thể bỏ qua được nhưng họ không có quên được. Đúng vậy ạ. Cái đó cho nên là phải bỏ cái chuyện này thì mới được. Chứ còn nếu mà còn chút xíu nóng tính là không được. Tại sao em có thể với khách hàng em chiều chuộng được, khách hàng họ khó khăn bao nhiêu em cũng chiều chuộng được, nhưng tại sao về nhà với vợ với bạn gái em lại không chiều được, đúng không? Đúng đó, chị Lan nói câu này rất là hay. Thật ra thì rút kinh nghiệm là ngay chính bản thân mình cũng có những lúc như thế. Nhưng khi xong tự nhiên mình thấy mình xấu hổ quá. Đúng, có mình nghĩ như thế. Tự trách và mình tự mình trách đó. Mình xấu hổ và mình nói không được, không được, không được, không được. Những lúc mà nóng quá đó mình tìm cách nào để mình bỏ đi ra ngoài hay làm cái gì đó. Dạ thì em hiện tại em cũng có làm theo cái cách đó. Nhiều khi mà cảm thấy nóng quá, gọi là khách hàng nó áp bức mình quá, bắt đầu mình bỏ đi. Biết nhận là tốt rồi. Rất là cảm ơn một cái là bạn này nói rất là rõ về vấn đề của mình, từ thời gian làm việc này cho tới cái tính tình của mình. Đó, cho nên đó là một cái điều rất là cảm ơn bạn vì bạn chia sẻ rất là thẳng thắn. Tiến tới bạn gái, nắm tay bạn gái nào, nhìn mắt bạn gái hát nó tình cảm chút xíu nào. Vì em hát không được. Đừng có ngại gì chứ, nào tiến tới nào nhút nhát gì, hơi nhát gái chút xíu. Rồi thì có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời đã cho mình yêu mến nhau,
Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Cả trái đất này không ai hiểu em bằng anh, cả thế giới này không ai yêu em bằng anh. Hãy cho cơ hội được. Ủa? Dạ được rồi. Ủa? Trời ơi, rồi. Đáng phiêu luôn. Cứ nắm tay như thế. Dạ đến đây thì em cũng xin đọc 4 câu thơ để tặng anh. Trong cái bài thơ Sóng. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Trời, cứ mặc sóng mặc gió, chúng ta cứ yêu nhau thôi. Giống như tinh thần của Xuân Quỳnh là yêu. Nắm tay, cứ nắm tay. Còn... Khanh cứ nhìn bạn gái, nói tất cả những suy nghĩ của mình, những cái gì mà nãy giờ mình nghĩ trong lòng đó. Thì cũng mong là mình có một cái tình cảm nó tốt đẹp, cũng như là lâu dài. Cũng đã lớn rồi, chứ cũng không có còn phải là nhỏ nữa. Thì có một cái tình cảm lâu dài để mà mình có thể tiến tới nữa. Thì nếu mà đồng ý thì sau ngày hôm nay thì mình có thể là bắt đầu tiếp tục cái tình cảm của mình. Thì em đến đây em cũng muốn cho mình một cái cơ hội, nên là em sẽ cho anh và em một cái cơ hội để chúng ta có thể, trước tiên là chúng ta có thể là bạn bè, sau đó nếu mà tiến tới lâu dài thì càng tốt ạ. Dạ. Rồi, trở về vị trí các bạn. Bây giờ thì hãy để tay vào nút bấm. Nếu thật sự rung động á thì chúng ta bấm ngay cái nút đó. Còn nếu như không rung động thì mình không cần bấm, nhưng nút bấm cho người khác. Một, hai, ba. Bạn trai rất là quyết liệt nha. Khi vừa nói là bạn ấy bấm ngay, không chờ đợi gì cả. Thấy chưa, một chút bối rối nhưng trái tim của bạn ấy rất là nóng và đập rất nhanh. Hãy nắm tay thật chặt. Hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hãy xin phép mẹ với dì cho phép tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau. Dạ thì chào cô với chào bác. Ngày hôm nay thì con cũng tới đây con gặp em rồi. Thì nếu mà gia đình mình đồng ý thì cho phép em xin, con xin được bắt đầu tình cảm với em. Dạ thì con hứa là con chăm sóc em, cũng như là quan tâm lo lắng cho em rất là nhiều. Ok, hy vọng là người lớn hôm nay cũng ủng hộ hai đứa. Chúc các bạn sẽ hạnh phúc, chúc các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Yeah. Và bây giờ thì chương trình có một vài phần quà dành tặng cho hai bạn. Một lần nữa thì Quỳnh Linh và Ngọc Lan cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình Mạo Nguyên Hò. Chúng ta sẽ cố gắng làm hết sức mình để kết nối những mảnh ghép trong cuộc sống để họ hoàn thiện hơn, để tiến xa hơn đến con đường hạnh phúc.